Ôi trời ơi. Thương hiệu thời trang 360 Boutique, tự hào sản phẩm made in Việt Nam, cam kết chất lượng đảm bảo trên mọi mức giá. Truy cập ngay gian hàng chính hãng của 360 Boutique trên Shopee, ship hàng hỏa tốc ngay trong ngày. Xin chào anh em đã quay trở lại với Max Q. Và đến với video ngày hôm nay thì bọn mình sẽ mang tới cho anh em những thông tin công nghệ đáng chú ý nhất. Đến với thông tin đầu tiên của ngày hôm nay, iPhone 14 có thể bị điện thoại Trung Quốc giá rẻ đè bẹp. iPhone 14 sẽ là dòng điện thoại chủ lực mà Apple cho ra mắt vào cuối năm này. Tuy nhiên thì sản phẩm sẽ có chu kỳ nâng cấp sức mạnh xử lý hơi sai. Cụ thể thì theo nhà phân tích Michikuo của GF Securities, Apple sẽ tiếp tục thực hiện nâng cấp chip hàng năm, nhưng chỉ dành cho 2 phiên bản thuộc dòng Pro. Ông cũng khẳng định iPhone thế hệ tiếp theo sẽ gồm 4 phiên bản. Trong đó thì iPhone 14 Pro màn hình 6,1 inch và iPhone 14 Pro Max màn hình 6,7 inch được trang bị bộ vi xử lý mới A16 Bionic sản xuất trên tiến trình 4 nanomet. Hai model iPhone 14 màn hình 6,1 inch và 14 Max màn hình 6,7 inch dùng chung chip với iPhone 13. Đây có thể sẽ là chiến lược trong tương lai của Apple để tạo sự khác biệt rõ rệt giữa dòng Pro và dòng cơ bản. Bên cạnh đó thì ông Kuo cho biết cả 4 phiên bản iPhone 14 sẽ sử dụng RAM 6GB, trong đó thì iPhone 14 và 14 Max dùng chuẩn LPDDR4X, còn 14 Pro và Pro Max là chuẩn LPDDR nhanh hơn 1,5 lần và tiết kiệm năng lượng hơn 30%. Hiện iPhone 13 và 13 mini có RAM 4GB, còn 13 Pro và 13 Pro Max là RAM 6GB. Việc hạn chế nâng cấp phần cứng xử lý đối với các mẫu iPhone tiêu chuẩn sẽ khiến Apple gặp bất lợi về hiệu năng khi so với các đối thủ của Android. Được biết, cách đây vài ngày, một con chip mới toanh của MediaTek là Dimensity 8100 đã hé lộ điểm hiệu năng mạnh khủng khiếp khi cho điểm số benchmark đơn nhân lẫn đa nhân đều so bì, thậm chí là vượt mặt thế hệ chip A15 Bionic. Dimensity 8100 dự kiến sẽ trang bị trên các mẫu điện thoại tầm trung của các công ty Trung Quốc mới nổi, bao gồm Blackview, Dugi và các công ty lớn như Xiaomi hay là Oppo đều có mặt, với thẻ giá dự kiến khá mềm, chỉ từ 7 triệu đồng. Được biết là bộ 4 iPhone 14 dự kiến được công bố trong tháng 9 và thay đổi lớn về thiết kế với màn hình đục lỗ dạng viên thuốc thay vì tai thỏ như hiện nay. Apple cũng được cho là sẽ nâng cấp camera sau của máy từ 12 megapixel lên 48 megapixel. Hai bản Pro còn có khung sườn bằng hợp kim titan bền và chống chảy xước tốt hơn. Chuyển tiếp sang một thông tin thứ hai của ngày hôm nay. Sony hé lộ điện thoại nhỏ gọn mạnh ngang iPhone SE 5G. Xperia Ace là một dòng smartphone nhỏ nhắn của Sony mà ít người có thể sử dụng vì nó độc quyền cho thị trường Nhật Bản. Chiếc Xperia Ace đầu tiên ra mắt vào năm 2019 và phiên bản Ace 2 ra mắt năm 2021. Giờ đây thì Sony đang lên kế hoạch ra mắt thế hệ thứ 3 và thiết kế của máy được tiết lộ bởi Leaker on Leaks và trang Zulik. Ace 3 có màn hình 5,5 inch và kích thước là 139,7 x 68,7 x 9,1mm. Để so sánh thì Xperia 13 màn hình 6 inch khác tỷ lệ khung hình, có kích thước là 154 x 68 x 8,3mm, trong khi iPhone 13 mini là 131,5 x 64,2 x 7,7mm. Tuy Ace 3 không phải là smartphone nhỏ nhất hiện nay, nhưng cũng nhỏ hơn hầu hết các điện thoại Android hiện có trên thị trường. Ngoài ra thì máy còn có jack cắm tay nghe 3,5mm. Các mẫu Ace trước đây đều hỗ trợ thẻ nhớ và Ace 3 dự kiến cũng sẽ như vậy. Máy có cảm biến vân tay ở cạnh phải. Về phần sức mạnh, nguồn tin rò rỉ cho biết là máy có chip Snapdragon 888. Nếu thật sự như vậy thì đây sẽ là một chiếc smartphone nhỏ nhưng có võ, có thể xem là phiên bản iPhone 13 mini mà Sony dành cho thị trường Nhật. Và nó được cho là mạnh ngang ngửa mẫu iPhone SE 3 5G vừa ra mắt. Tuy nhiên thì điều này lại có vẻ không phù hợp với hai thế hệ trước khi mà chúng chỉ được trang bị chip tầm trung với Snapdragon 630 trên Ace và Helio P35 trên Ace 2. Sony Xperia Ace 3 dự kiến sẽ ra mắt vào tháng 6. Hai phiên bản trước đó được hợp tác với nhà mạng NTT Docomo. Và như đã nói, Sony không có ý định đem dòng Ace ra thị trường quốc tế, vì vậy bạn sẽ khó mà mua được một chiếc. Giá bán của sản phẩm được cho là sẽ rẻ hơn một chút so với mẫu iPhone SE mới, tức là chỉ từ 349 đô la Mỹ hay là tầm 7 đến 8 triệu đồng. Và đến với thông tin cuối cùng của ngày hôm nay, ứng dụng chặn quảng cáo YouTube ngừng hoạt động. Trên kênh truyền thông chính thức, đội ngũ đứng sau ứng dụng YouTube Vans thông báo chuẩn bị ngừng hoạt động. Nhóm cho biết đường link tải ứng dụng trên website sẽ bị gỡ trong ít ngày tới. Với những người đã cài đặt thì ứng dụng vẫn sẽ hoạt động tốt cho đến khi lỗi thời trong khoảng 2 năm tiếp theo. Trên Telegram, Vans tiết lộ việc này xảy ra vì lý do pháp lý. Đội ngũ này không nêu chi tiết vấn đề gặp phải. Tuy nhiên,
nhiều nghi vấn đổ dồn vào Google. Hoạt động của Vans từ lâu được cho là xung đột với lợi ích của gã khổng lồ phần mềm này. Ứng dụng ra đời vào năm 2018 gây tranh cãi khi mà giúp người dùng xem YouTube mà không bị làm phiền bởi quảng cáo. Tính năng giống bản trả phí YouTube Premium nhưng được cung cấp một cách miễn phí. Vans không được đưa lên các kho ứng dụng mà chỉ thông qua website của dự án. Website của Vans cung cấp phiên bản cho nhiều nền tảng như là iOS, Android, PC và TV, nhưng được dùng nhiều nhất là trên Android. Theo thống kê của SimilarWeb, mỗi tháng website này thu hút hàng chục triệu lượt truy cập để tải ứng dụng. Tại Việt Nam, Vans cũng được dùng nhiều trong bối cảnh gói thuê bao YouTube Premium chưa được cung cấp chính thức. Gần đây thì Vans phát triển thêm nhiều tính năng như là phát trong nền, hiển thị ở PIP, xem lặp lại, thậm chí chặn cả quảng cáo xuất hiện giữa video YouTube. Ứng dụng này mới đây cũng được trang Android Police xếp hạng là một trong 10 ứng dụng độc lập tốt nhất cho người dùng Android. Và vậy thôi, trên đây cũng là toàn bộ những thông tin mà bọn mình muốn mang tới cho anh em trong ngày hôm nay. Anh em cũng đừng quên là hãy bấm like và subscribe để ủng hộ cho kênh. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.